ca mới tắm xong. Mát mẻ, mát mẻ nha. Mát mẻ. Mát không? Cú thích không? Mì thích không? Gì đấy, gì đấy? Rác ngủ à? Rác ngủ à? Rác ngủ à? Để xem nào. Cô buồn ngủ à? Ôi, tắm xong rồi ngủ à? Tắm xong rồi ngủ à? Nào, mi ngồi. Ngồi thẳng lên sao? Ngồi thẳng lên sao? Nào, để mẹ tháo cho mi nhé. Tháo lau khô người nhé. Nhi. Ôi. Ồ, con ngồi đấy đợi mẹ tí, ngồi đấy đợi mẹ tí nhá. ngồi đấy đợi tí. Ấm không? Trêu nhau. Để mẹ xem nào. Rồi, khô rồi. Khô sạch sẽ rồi. Cúc cúc. Lại đỉnh. Rồi, đây mẹ đây. Rồi, mẹ đây. Ừ. Mở đi. Mở giùm mẹ đi. Cái chỗ nào, mở chỗ nào này. Đúng rồi đấy, mở cái này đi cho. Đây, mở cái này. Ừ. Ừ. Cô Mi mới phải có bịt mới đó. Bịt mới đấy. Hết bịt cũ rồi. Bịt cũ hết rồi. Đúng rồi. Cô Mi rửa đi. Ôi, mong là nó vừa. Được. Đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đó, chắc lớn. Con Mi lớn hết rồi. Được rồi, đây rồi. Mi, lại đây. Mi, đừng con. Nào, lại đây nào. Nặng quá hả? Hay đấy không lấy được hả? Rồi, lại đây nào. Cắt chân lại nhá. Cho nó gọn xong rồi mình. Mình nhá. Cho cô ngồi đây. Cô ngồi đây. Mimi, lại đây con. Mi. Nào lên đây ngồi nào. Mi. Kiểu chồng đít nào. Con trai mẹ sao thế? Đứng lên nào. Cúc mi lại đây. Đứng lên con. Cúc mi lại đây. Mi lại đây con. Đây ngồi à? Đúng rồi, lại đây ngồi cho mẹ. Rồi, đứng lên. Cô đứng lên. Nào, đứng lên nào. Đứng lên để mẹ chị nào. Mi, con ngồi xuống kia đi.
Rồi. Cô nhận xem nào. Mimi, Mimi, Mimi. Nhưng mà chị nhá. Bé Mimi, em bé Mimi. Mimi ngồi đây. Mimi ngồi đây. Bịt nào. Mặc bịt để khỏi bẩn. Em nhỉ. Ôi dồi. Ôi dồi. Cái con mẹ vụ về này. Cái bà mẹ vụ về này. Nào, đưa tay lên. Đưa tay lên. Đưa tay lên, đứng lên. Đứng lên nào, đứng lên. Đứng. Đứng, đứng. Rồi. Wow. Làm gì đấy? Làm gì đây? Làm gì đây? Em làm gì đây? Cho bé miếng. Bé ơi, bé không? Cú. Bé không? Cú bé không? Bé không? Ồ, cô cũng mới bé á. Rồi, đi lên lên giường mà nè. Đấy, lên đệm mà.